xin mời mọi người đến với một nhạc phẩm mang tên Người về đơn vị mới, một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Chiều nay tôi biết anh buồn vì ngày mai sớm lên đường. Thật tàn đời như những chiếc máu rơi theo thời gian. Anh ơi cho dấu cách xa nhau, xin nhớ phút giây này thương mến biết nói sao vừa. Kỷ niệm nhớ hoài về đơn vị mới mang hương tình phút giây này. Đêm nay ta chút gan tâm sự bên phố xưa quanh hiu, bên quán xưa tiêu tưởng tình chán chưa. Mai anh đi rồi giờ mình nói gì thêm nữa. Quê hương chăm néo đường xa vời, thương nhớ sẽ làm đôi giây phút không nỡ lời. Cầm tay khẽ nói tin nhau trong đời tình bạn bè anh với tôi. Từ đây đôi đường còn lại tôi ở phương này. Dặn anh về đơn vị mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Anh ơi tôi biết nói chi đây, giây phút quyến luyến chia tay canh cát đã đến tiền rồi. Kỷ niệm trong đời lời tôi lần cuối lần cạn hết ly này. Các bạn đang nghe nhạc phẩm Người về đơn vị mới. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Đêm nay ta chút gan tâm sự bên phố xưa quanh hiu, bên quán xưa tiêu điều thường tình chán chưa. Mai anh đi rồi giờ mình nói gì thêm nữa. Quê hương chăm néo đường xa vời, thương nhớ sẽ làm đôi giây phút không nỡ rời. Cầm tay khẽ nói tin nhau trong đời tình bạn bè anh với tôi. Từ đây đôi đường còn lại tôi ở phương này. Dặn anh về đơn vị mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Anh ơi tôi biết nói chi đây, giây phút liên chia tay canh gác đã đến tiền rồi.
niệm trong đời. Lời tôi lần cuối có lần cạn hết ly lạnh. Kỷ niệm trong đời. Lời tôi lần cuối có lần cạn hết ly lạnh.